Tiếp theo là câu hỏi từ đến từ Hư Lũng của Lạng Sơn. Khán giả Lương Thị Hải có hỏi là: lợn nái gần một năm tuổi đã lấy giống 2 tháng, có hiện tượng bại liệt hai chân sau, đã dùng thuốc điều trị nhưng không hiệu quả. Xin chuyên gia hãy cho biết nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Vâng, thưa khán giả, với cái biểu hiện trên cái con nái như khán giả mô tả, và trong cái điều kiện đây đây là trong cái hoàn cảnh của con nái và đang mang thai, thì theo chúng tôi đây là cái hiện tượng là mềm xương, hay nói cách khác là đây là cái hiện tượng là thiếu chất khoáng. Và chính vì do thiếu chất khoáng mà làm cho xương bị mềm và bị xốp, và khi xương bị mềm và bị xốp thì rất dễ bị què và rất dễ bị liệt. Cho nên trên thực tế có một số tài liệu hoặc là chúng tôi thường gọi là bệnh bại liệt là gì? Trước khi đẻ, tức là gì, trong thời gian mang thai con vật bị bại liệt. Thế còn trong cái thời gian nuôi con mà con vật bị bại liệt do thiếu khoáng thì chúng tôi gọi là bệnh bại liệt là sau khi đẻ. Vâng, để khắc phục cái hiện tượng này, khán giả cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là cải thiện lại môi trường chăn nuôi. Thế vậy cải thiện lại môi trường chăn nuôi đây là gì? Chuồng nuôi. Chuồng nuôi thì nếu mà nuôi sàn hoặc là lền thì phải là thường xuyên sạch sẽ, khô ráo, thì đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đặc biệt là phải trải cái đệm lót cho con vật. Thế trải đệm lót đây có thể là rơm khô, cỏ khô, hoặc là một số các cái chế phẩm khác, một số các cái nguyên liệu khác, để cho con lợn không nằm trực tiếp xuống cái nền nhà cũng như là dưới cái nền chuồng, mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình lưu thông tuần hoàn cục bộ hay là cái tuần hoàn của ngoại biên. Vì vậy mà nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng là thối lét, hay chúng tôi gọi là hoại tử cái tổ chức ở nuôi bị liệt. Thì đấy là cái việc thứ nhất mà khán giả cũng như bà con cần làm. Và thứ hai là phải thường xuyên trở mình cho con vật, nhớ nhé, phải thường xuyên trở mình cho con vật. Và trong quá trình trở mình cho con vật thì khán giả cần phải dùng các loại dầu nóng, ví dụ như là dầu gió rồi cao con hổ, hoặc nếu không thì có thể là tự khán giả cũng như bà con chúng ta tự chế được. Thế vậy tự chế được cái dầu xoa bóp ở đây là gì? Gừng này, giềm này, rồi tỏi này, giã nhỏ, sau đó là đổ rượu vào ngâm, thì cái này nó rất là nóng, và xoa bóp ở cái vùng chân bị liệt, xoa bóp ngày 3 lần, mỗi một lần là từ 10 đến 15 phút. Thì đấy là cái khâu thứ hai, tức là cái chăm sóc nuôi dưỡng. Và thứ ba, phải dùng một cái phác đồ điều trị như sau. Để phát triển bền vững ngành thú y thủy sản, việc chủ động nguồn cung trong nước về các loại thuốc bảo vệ được cho là rất cần thiết. Mới đây, công ty cổ phần tập đoàn Invet đã ra mắt nhà máy sản xuất vaccine cho thú y thủy sản theo tiêu chuẩn GMP-WHO. Đây sẽ là cơ hội để thị trường trong nước chủ động được nguồn cung thuốc thú y, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, giảm chi phí đầu vào cho người chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản, góp phần hạn chế dịch bệnh, tăng thu nhập cho người nông dân và góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển nền nông nghiệp Việt Nam. Vâng, cái việc đầu tiên là khán giả cũng như bà con cần phải bổ sung khoáng nha. Bổ sung khoáng thì trên thực tế có rất nhiều các cái chế phẩm khoáng, có thể là dạng bột, có thể là dạng dung dịch, và đây là cái dạng dung dịch. Đây là dạng dung dịch. Thì với cái chế phẩm là canxi for canxi plus nha. Và đây cũng là một cái chế phẩm của cái tập đoàn Invest và của công ty Biofarm. Thì với cái chế phẩm này bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và bổ sung liên tục từ 10 đến 15 ngày. Thì đây là một cái chế phẩm thứ nhất, là phải bổ sung khoáng vào cái khẩu phần ăn hàng ngày. Song song với việc mà bổ sung khoáng vào cái khẩu phần ăn hàng ngày thì khán giả cũng như bà con cần phải bổ sung thêm
vitamin ADE. Thế vậy thì vitamin ADE thì trên thực tế có rất nhiều các cái chế phẩm, và cái chế phẩm của cái tập đoàn Invest đó là Multi AD3E Special. Thì hai cái loại sản phẩm này phải bổ sung cùng nhau. Bởi vì nếu mà chỉ bổ sung canxi không mà không có vitamin ADE thì nó sẽ không hấp thu được và cái canxi phốt pho ở trong ruột. Và ngược lại, mà bổ sung vitamin ADE mà không bổ sung cái canxi phốt pho thì cái canxi phốt pho cũng không được đưa vào trong máu để mà bổ sung cho cơ thể. Do vậy hai cái chế phẩm này cần phải bổ sung đồng thời với nhau và bổ sung liên tục nhé, cứ ngày một lần và bổ sung liên tục từ 10 đến 15 ngày, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và ngoài hai cái chế phẩm này ra, để cho con nái mà được hồi phục nhanh thì khán giả cũng như bà con cần phải sử dụng một cái chế phẩm mà ở dạng dung dịch tiêm. Thì cái chế phẩm mà dạng dung dịch tiêm đây thì trên thực tế nó có rất nhiều các cái dạng chế phẩm, ví dụ như dùng là canxi B12 thì trong cái chế phẩm này là cần phải tiêm bắp. Thế vậy thì nếu mà chúng ta tiêm bắp thì cái việc mà canxi được đưa vào trong máu rất là chậm, vì vậy mà cái hiệu quả điều trị nó sẽ chậm. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng một trong hai cái chế phẩm sau đây tiêm chậm vào tĩnh mạch thì nó sẽ có hiệu quả rất là cao. Cái chế phẩm thứ nhất đó là gluconat canxi 10% nhé, gluconat canxi 10% hoặc là canxi canolua 10%. Thế vậy thì hai cái chế phẩm này ở cái thuốc thú y thường là người ta ít dùng, cho nên ở các cái đại lý thuốc thú y thì khi mà chúng ta tìm kiếm hoặc là bà con tìm kiếm hai cái chế phẩm này là rất là khó. Do vậy mà để mà tìm được dễ thì bà con tới cái cửa hàng đại lý thuốc nhân y cái thuốc nhân y thì mua này gluconat canxi 10% hoặc là canxi clorua 10%. Như vậy thì cái loại này là phải tiêm chậm vào tĩnh mạch. Thì đối với con nái là tiêm chậm vào tĩnh mạch tai, nhớ phải tiêm chậm vào tĩnh mạch tai, và liều lượng tùy thuộc vào cái trọng lượng của ở con nái, nhưng trung bình là khoảng 20 đến 30 ml cho một lần trong một ngày, và nhớ là phải tiêm chậm. Đồng thời với việc mà dùng gluconat canxi cũng như là canxi clorua tiêm chậm vào tĩnh mạch thì phải dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng. Ví dụ dùng vitamin C kết hợp với B1 và kết hợp caffeine tiêm bắp ngày một lần, và dùng một số các cái loại thuốc sau đây, ví dụ như là hồi sức nhanh. Cái hồi sức nhanh này có tác dụng rất là tốt, thành phần là chủ yếu vitamin B và vitamin B12, nó cũng có tác dụng rất là tốt đối với việc hỗ trợ ý là hiện tượng mà liệt do cái hiện tượng là thiếu khoáng. Thế về ngoài cái hiện tượng ngoài cái chế phẩm này ra thì có thể sử dụng cái hồi sức cấp tốc nhá. Thì đây là một cái sản phẩm cũng như của cái tập đoàn Invest, nhưng của cái công ty SmartVet, và đây là một loại thuốc cũng có tác dụng rất là tốt đối với việc mà hồi sức khi mà con vật bị bệnh, và sau cái khoảng thời gian bị bệnh thì tác động làm cho con vật hồi phục được rất nhanh. Và với phác đồ trên điều trị liên tục từ 7 đến 10 ngày thì cái con nái của ngành sẽ được hồi phục tốt. Chúc anh xử lý thành công. Vâng, cảm ơn chuyên gia ạ.